Xin chào anh em, xin chào tất cả anh em theo dõi kênh Thượng Mộc. Hôm nay thì có quay gửi đến anh em một nếp nhà sàn. Đấy, một nếp nhà sàn đa số là gỗ xến. Đấy, đến 70-80% là gỗ xến. 3 gian 2 trái cộng với cả một gian bếp. Đấy, nếu mà diện tích phủ bì của tất cả 3 gian 2 trái và một gian bếp là 260m2. Rất rộng luôn. Diện tích phủ bì. Đấy, một chiều là 23m. Đấy, một chiều 23m, một chiều là 11m40 phủ bì. Đấy, còn tim cột theo cái chiều rộng này là 8m tim cột. Đấy, 8m tim cột. Còn cái theo cái chiều 3 gian 2 trái này thì là 3 gian giữa của mình là 3m40. Đấy, 2 cái gian trái là 1m8 tim cột. Cộng với cả cái gian bếp kia nữa. Rất là rộng luôn. Căn nhà sàn còn mộc mạc. Đấy, gầm ở dưới. Đấy, tính từ chân cột hết phần gỗ lên đến gậm ván sàn là 2m rưỡi. Đấy, cột ở hàng ngoài là 2m rưỡi, còn cột ở hàng trong thì lại có 2m3 thôi. Đấy, nó lại ngắn hơn một ít. Đấy, cái cột ở bên trong lại, hàng trong lại ngắn hơn cái cột hàng ngoài 20 phân. Đấy, nhưng mà về cái chất gỗ thì anh em nhìn phê luôn. Đấy, cột là vành 110. Cột cái, đấy, cột ở trong nhà là cao suýt 7m. Chất gỗ còn nguyên mộc mạc, không có sơn si gì luôn. Anh em nhìn, cột lửng lững, phê thật đấy. Đấy, đứng ở dưới gầm ở dưới nhìn nhé. Đấy, phủ bì chiều dài là 23m. Đây, đứng ở bên dưới đây, nhìn gầm sàn của nó đây. Chủ yếu là cột gỗ xến. Dầm xà cũng chủ yếu là gỗ xến. Đấy, cũng có lẫn cả một số loại gỗ khác nữa, nhưng mà 70% là gỗ xến anh em nhé. Đấy, gầm xà ở dưới rất là chắc chắn, căn nhà này còn nguyên mộc mạc luôn. Nào, đi lên trên một tí này. Đấy, nguyên mộc mạc luôn. 3 gian 2 trái cộng với 1 gian bếp. Rất là rộng. Đấy, rất là rộng luôn. Đây là ở bên trên. 3 gian 2 trái, ván sàn đầy đủ. Mỗi gian giữa là 3 gian giữa, mỗi gian là rộng 3m4. Cột gỗ xến. Tính từ mặt sàn lên đến cột cái ở trên này là 4m5. Tính từ mặt sàn lên trên đến cột cái là 4m5, còn lên trên đến tận nóc thì nó rơi vào khoảng 6m. Rất là chắc chắn, tất cả mọi cái là còn để mộc mạc hết, chưa có phun sơn. Ván sàn rộng, dày khoảng 4-5 phân một tấm ván sàn. Đây là đứng là nhìn toàn cảnh của cái phần 3 gian 2 trái đây. Đấy, còn mình đang đứng ở gian bếp để quay vào nguyên cái phần này là 3 gian 2 trái. Đấy, rất là rộng. Đây, gian bếp của nó đây. Gian bếp thì gồm có 2 gian. Đấy, mái nó sẽ quay ngang mái ra. Đấy, gian bếp cũng là cột gỗ xến. Đấy, xến đắng và táu mật, chủ yếu cái nhà này bằng gỗ xến. Đấy, anh em nhìn đúng là quá mộc mạc luôn. Căn nhà mộc mạc. Đây, cái ván, các cái ván vách cũng rất là dày. Đây, các cái ván vách cũng dày 5 phần. Cũng có tấm dày tấm mỏng. Rộng quá luôn. Những cái xà rất là to, chắc chắn. Ván sàn 5 phân. Đấy, rộng 8m tim cột. 8m tim cột cộng với từ cái cột này đua ra đến hết cái mái vẩy này là tất cả cân nhau mỗi chiều là 1m7 đến 1m8. Căn nhà sàn đúng không? Quá to. Đấy, toàn bộ phần cột gỗ xến.
Chắc chắn thật. Hoành đầy đủ. Vẫn còn tất cả vẫn còn mộc mạc. Tất cả vẫn rất là mộc mạc. Cái này hoàn thiện lên thì cũng sẽ tốn nhiều đấy. Quan trọng là cái chất gỗ, phần khung chính của nó rất là tốt. Toàn bằng gỗ sến không? Sến nó rất nhiều cây có chun nhé.